Và thưa quý vị, gần một nửa các cơ sở y tế trên cả nước Việt Nam chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế để đảm bảo an toàn vệ sinh. Kết luận này do bà Nguyễn Thị Liên Hương, cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đưa ra vào hôm 30 tháng 3 tại cuộc hội thảo góp ý về cơ chế thuê dịch vụ xử lý chất thải y tế. Theo bà Hương thì trong số hơn 13.000 cơ sở y tế, có khoảng 5.200 cơ sở ở bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải. Do đó mỗi ngày một lượng nước lớn nước thải y tế được xả thẳng ra môi trường. Nguyên nhân được bà Hương Lý giải là do thiếu kinh phí hoặc các lãnh đạo chưa có sự quan tâm đến vấn đề này. Thêm vào đó, năng lực quản lý vận hành của bệnh viện còn yếu kém. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đầu tư cho chất thải y tế cần một kinh phí rất lớn, nhưng nguồn lực đầu tư và sự quan tâm dành cho vấn đề này chưa được như mong muốn. Nước thải bệnh viện được các chuyên gia y tế đánh giá là nơi chứa đựng nhiều khuẩn gây bệnh, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm. Một nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam cũng là hậu quả từ nước thải y tế. Để đạt mục tiêu 100% cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế đạt yêu cầu trong năm 2020, Bộ Y tế đã xin cơ chế chính sách đặc thù về xử lý chất thải y tế. Theo đó, các bệnh viện công lập được phép thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế theo nhiều hình thức chi phí do bệnh viện chi trả và được tính vào giá dịch vụ khám chữa bệnh